luôn nha, cao tốc chặn rồi, mình sẽ đi lên đây thôi ha. Ok, bây giờ cao tốc chặn hết đường này, không cho vô luôn, cao tốc lúc nào cũng kẹt á. Từ từ nha, rồi đi thẳng lên đây thầy chỉ con đường mới cho mình đi nha. Rồi các bạn, hiện tại mình đang đổ về lại vô cao tốc Long Thành, mình tranh thủ sớm luôn đi về, nhưng mà về không được các bạn, người ta đóng cao tốc rồi, bây giờ mình phải đi lối nhân trạch thôi ha. Rồi mở xi nhan phải giùm thầy, mở xi nhan, rồi nghiêng vô, giảm lại, giảm lại, đúng rồi. Rồi tiếp tục mình đi thẳng lên, cứ đi lần này cho thầy nha, gà thắng lợi chứ, em phải gà thắng lợi. Rồi mình sẽ chỉ một cái cung đường này cho các bạn đi, nếu mà đóng cao tốc hồi nãy á, nếu mà trên Google nó hiển thị đóng rồi không sao, nay không có hiển thị luôn, thì ba hồi nó sẽ đóng, ba hồi nó không, nên các bạn nếu mà trường hợp các bạn đi mà bị dướng như vậy thì mình sẽ đi như thế nào thì theo chân mình nha. À, nói chung có cái cao tốc mà nó bị kẹt hoài, em đi thẳng lên, đi kẹt hoài luôn các bạn. Lý do là cái cầu Long Thành nó bữa giờ làm rồi ha, bây giờ mình sẽ đi theo cái lối cách mình lên Nhân Trạch nha, mời các bạn đón xem. Chậm lại chút xíu, giờ em cứ đi thẳng lên ha. Ở đây có nhiều bạn hỏi thắc mắc tại sao đi thẳng được, ha? Tại vì sao cái đèn đi thẳng, mũi tên đi thẳng lúc nào cũng xanh. Còn bây giờ mình sẽ đi qua bên cánh bên trái. Ở đây có nhiều trường hợp là xe sẽ quay đầu ở đây, nhưng mà mình sẽ không đi quay đầu, mình sẽ đi vô cái lối này. Mời các bạn đi theo mình nha. Mình không quay đầu, em đi thẳng xéo qua bên kia giùm thầy. Cái đường này mình sẽ vô đường Lê Duẩn, và đặc biệt đợt trước là học viên cũ của mình gọi điện, thầy ơi cứu em, không cho vô luôn, rồi cuối cùng mình chỉ cho bạn ấy đi con đường này và bạn ấy đã lên lại cao tốc. Thì cao tốc là 39.000, vô là cao tốc ở ngay chỗ lối gá là 39.000 cộng với 31.000 nữa là hơi bị nhiều. Rồi mời các bạn đi theo cách lối của mình. Rồi ở trên các bạn thấy không, mũi tên không? Đó, đèn xanh thì người ta đi thẳng bình thường nha, chỉ có bên trái là ngưng thôi. Rồi em chích lên chút xíu, em mở xi nhan trái để đó cho thầy. Rồi coi cái đèn, rồi đi đi tiếp tiếp đi tiếp, đạp ga nhẹ, không quẹo quay đầu lại nha, coi công nó quay đầu á. Em đi thẳng lên, đi thẳng lên chút xíu, rồi đi, rồi tiếp tục đi thẳng lên đó, nghiêng qua trái rồi đi xéo qua, rồi đi đi cứ đạp ga đi. Rồi ok, đúng rồi, mình đi đường này rồi, thấy không, mở lại xi nhan trái. Rồi em cứ đi chậm chậm lại, nói đuôi theo, rồi tiếp tục đi theo xe tải nhỏ, rồi đi tiếp, đạp ga. Đây là đường Lê Duẩn nha các bạn. Giờ em thấy bên trái không, em sẽ quẹo trái giùm thầy nha, ngay chỗ thế giới di động, mở xi nhan trái, thả lỏng cái tay ra. Rồi mời các bạn đi theo mình nha. Thì ở đây có cái này là clip mới, thì bữa giờ mình làm hết các clip kia luôn, nói chung mình làm sẽ hết cái những cái cung đường cho các bạn đi, bạn nào biết đi được thì đi đó. Rồi tiếp tục, có nhiều bạn sẽ bị chặn hết rồi vô Nhân Trạch cũng không được, phải quay đầu lại Nhân Trạch, đúng không? Cho bé nó qua. Rồi từ từ vô, em để bên trái ha. Cứ gà thắng, đúng rồi, người ta đi thẳng thì mình ưu tiên cho người ta. Rồi em cứ lại lại vô. Đúng rồi, tiếp tục. Rồi em buông thắng ra. Rồi em đạp ga nhẹ, đạp ga nhẹ, đi đạp ga, đi đạp ga, đạp ga nữa, đúng rồi, đó vậy thôi, thấy chưa. Rồi đi thẳng lên cái chỗ này, cái chỗ này là mình quýnh visa mà gặp học viên của mình nè, nói thầy toàn là chuyên gia đánh visa cài cấp độ nhậu đó, visa bên trái các bạn, visa cà phê đó, à vừa vừa thôi, 50 à. Dạ, dạ mới biết đường đi đó, nhậu quýnh visa mới biết đường này đúng không? Đó visa bên trái các bạn à.
Bị gia này cũng có học viên là mối ruột ở trong chổng. Rồi tiếp tục. Nhiều cái cung đường để cho các bạn lựa chọn. Khi các bạn kẹt thì các bạn phải tìm hiểu thêm những cái cung đường đó bằng cách nào. Các bạn phải sử dụng cái Google nhiều hơn. Tại sao các bạn bỏ phí mà 3G mà các bạn phải sử dụng nhiều. Rồi ok các bạn, tiếp tục cuộc hành trình cầu vượt tỉnh lộ 25A ha. Ừ. Trời hơi cho nắng nha các bạn, không cảm nha. Đó con tóc ở trong đây nó vắng vắng, lâu lâu nó vô một chiến hai chiến. Vẫn cho vô các bạn, nhưng mà có một cái là lâu lâu vô nhỏ giọt, nhưng mà có một cái là các bạn phải đợi lâu, cực kỳ lâu luôn. Giờ em đi tiếp. Các bạn đi thẳng lên đến đường 319 thì các bạn sẽ quẹo phải. Cứ đi thẳng một đường một. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ những cái cung đường giống như anh em nào biết. Những kinh nghiệm thì chia sẻ cho nhau để có những cái lộ trình đi thích hợp. Thì cả nhà nhớ cho mình like, lượt đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới nha. Cái máy của mình nó hơi bị tối, để mình cho nó mát lại chút xíu nha. Đường này xe công nhiều nha các bạn, xe lớn nhiều. Mình đi bên cánh phải, đi theo anh công vàng ha. Khúc này là cho có 40 à. Rồi tiếp tục đạp ga. Em đạp ga lên đi. À, tại vì sao em nhìn đến sao có thấy anh đầu công không? Đầu kéo không? Rồi đi thẳng. Đây là đường Lý Thái Tổ nha các bạn. Nói chung là đường này hết giới hạn 40 ha. Đợt trước học viên mình cũng mình chỉ cung đường này để bạn ấy đi lên rồi mới về lại được thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn để đi đúng ngày lễ luôn mới đau chứ. Về đâu được, không có biết đường về luôn. Chặn hết luôn. Cao tốc bất cổ mà, đập ga lên. Tiếp tục đập ga lên. Nhiều 40 hả? Hết 40 rồi. Ừ, cái bản hết 40 rồi, hết giới hạn rồi. Phải đi thẳng. Đi tiếp. Chú đó mới vô mấy lon à. Tiếp tục. Đến ngã tư trên là mình sẽ quẹo phải, nghiêng vô trong chút xíu, nghiêng vô trong chút xíu, đúng rồi, rồi đi. Lý do là anh công xe kia đang tấp vô, anh công sẽ lấn ra ha. Mình phải để ý mấy cái đó luôn, mấy cái nhỏ nhoi, nhưng mà nó thật chất là nó rất tốt cho các bạn, những cái bạn lái mới chịu khó quan sát ha. Đến dòng xíu đó mình sẽ quẹo phải.
đây các bạn thấy không, cung đường đó, cung đường để cho bạn vừa khó. Có nhiều anh em không biết phải quay đầu lại đợi lâu lắm, thấy không, đợi lâu lắm còn hơi quay lại nhân trạch cũng lâu nữa, tại đang kẹt mà đó, thấy không, ngoài khu dân cư nè. Đánh lái vô rồi đặt ga lên đó, đi đặt ga lên, mở xi nhanh trái ra dần dần để bên sau có xe không, đúng rồi, cho anh ta qua rồi tiếp tục, rồi đặt ga lên tiếp theo. Ai khỏe không, mà chưa hết ga đường mà cái taxi nhanh rồi. Mình phải qua đúng một cái làn đường của mình rồi mình mới taxi nhanh. Còn hay là qua được một phần cũng vậy, còn nãy mình chưa qua được phần nào luôn. Giảm lại đi. Rồi tiếp tục. Ở đây thì nãy cái bảng báo là mình ngoài khu dân cư thì qua đây là ngoài khu dân cư. Thấy không? Còn bữa mình đi rồi mình không lấy biển gì hết, mình đi là cho nó an toàn. Rồi đi tiếp. Đó đây các bạn. Đi theo xe đen luôn. Rồi đi tiếp. Các bạn chân phải tránh giữa. Rồi tiếp tục đi thẳng. Cái này là 39.000 nha các bạn. Đi thẳng lên 50 đúng không? Qua bên kia mình cứ đi nhanh lên, không sao. À, có nó có lối ra giao nhau, điểm giao nhau rồi. Khúc này thì 50. Nghe không? Các bạn có thể các bạn thắc mắc. Nói chung là qua điểm giao nhau một cái giao lộ thì nó sẽ mất đi. À, các bạn hiểu được cái vấn đề đó thì bạn sẽ đi nó ok hơn. Rồi tiếp tục mình sẽ đi lên đó nha, để mình làm cho cái máy nó mát lại. Cái máy này nó giết giờ nắng quá, nó chiếu vô là nó bị xuống sắt. Rồi mình sẽ đi tiếp tục. Dạo này nó nắng quá, nó chiếu vô cái cam nó bị giảm hiệu năng các bạn. Thì có mấy bạn nói ủa sao cái cam của thầy nó hơi nó không được sắc. Trời mát bình thường, nó không có nắng thì không sao. Đúng rồi. Rồi, đạp ga lên, mở xi nhanh trái ra. Đạp ga lên, ngó bên trái. Nở nhanh. Đúng rồi. Bên trái thì vẫn người ta vẫn cho xe vô, nhưng mà vô cái số lượng mà vô nhỏ giọt. À, giống như phim cà phê các bạn. Nên các bạn thấy bên trái đâu có xe nào chạy đúng không? Rồi em đạp ga tiếp đi. Ở đây mình được 80. Chạm lại cho này qua luôn đi. Chèn vô làn khẩn cấp á, thấy không? Hôm qua. Hôm qua thôi mình đi thẳng. Cái đó là làn khẩn cấp á. Chứ không phải mà cái làn đường đâu, nhiều anh em không hiểu á. Rồi tiếp tục, không biết sao cái cầu giờ nào sửa xong. Đạp ga lên. Mở xi nhanh trái ra mình nhập lại làn. Rồi chống thì đạp ga lên. À, rồi giảm lại. Thì lúc nào ở đây nó cũng kẹt mà. Ở khúc này là lúc nào cũng kẹt các bạn. À, mình đã qua rồi mình phải ngó trước, đạp ga lên. Đúng rồi. Rồi thích để vô phải thì mình quan sát. Có xe vô rồi thôi. Qua là phải liếc nữa, phải quan sát nữa.
nhiều các bạn là khi các bạn đã quan sát kỹ ở ở sao trống rồi, hoặc là có sao có xe nhưng mà nó còn xa, các bạn đã chuyển qua rồi thì các bạn đừng có tập trung phía sau nữa, tại người ta sẽ né các bạn. Hoặc các bạn có hơi sát đi nữa thì ta sẽ gà thắng lại. Còn khi mà các bạn có tập trung phía sau, các bạn quên bỏ đi cái phía trước thì cái phía trước lỡ người ta thắng cấp, mình không để ý cái quay ra thất thần là xử lý không được, đúng không? Rồi cứ bò theo thôi chứ sao giờ đâu chạy nhanh được đâu, làng nào cũng được, chút xíu làng nào trống thì mình chuyển qua vậy thôi. Đó, con xe trước ấy, giống như xe thầy đó nhưng mà bảng số sàn, còn xe thầy là bảng sport. Rồi cứ thẳng tiến vậy thôi, cỡ khoảng nửa tiếng á, giao thông là vậy đó, chịu khó. Đây, nó điền vào chỗ trống đó, thấy không vậy mà cũng điền được hay vậy. Thấy không, mình giữ khoảng cách là người ta điền rồi đạp ga lên thì bắt buộc mình phải cũng chen lấn khổ các bạn vô đó thì vô tình mình là đạp ga lên thì mình cũng phải luyện theo thôi, đạp ga lên đúng không, rồi mình cứ đi thẳng đi đừng có chuyển đạp ga lên nữa, còn lách qua bên trái mình nè. Đó, mấy ông tranh thủ nè, đó ông nào tranh thủ qua luôn đi. Trên cao tốc về giữ khoảng cách an toàn, rồi giữ xong cái là bị chen vô rồi sao các bạn giữ được đó, nên phải theo rồi số đầu lượng đông thôi, khổ lắm mà nó dính chùm mà đông vui mà đoàn kết thì chia, đoàn kết thì chết hết, chia sẻ là chết lẻ tẻ. Đặc biệt các bạn thấy không, nó kẹt nhưng mà các bạn vẫn di chuyển được nha, vẫn đi thẳng không có chuyện, tại vì thầy phát hiện là anh công này anh công không nên ảnh đi lẹ không, thấy chưa, không cần phải chuyển, em cứ đi thẳng luôn theo xe vàng, thầy thích màu vàng mà, là đi theo xe vàng là ngon rồi đúng không? Đúng rồi, nhích lên chút xíu nữa đi, người ta chen vợ nữa bây giờ đó. Rồi dần đây rồi, nó điều vào chỗ trống mà phải chịu đó các bạn, giờ mình ở đâu mình quen đó, thấy không, đi ra đường vậy, đi xe máy vậy, đi giờ thấy xe máy người ta leo lên lề, ta đi lẹ hơn, giờ mình đứng đây hoài nắng ấm ức cũng leo lên lề, nó bắt buộc mình, bắt buộc cái đưa đẩy đúng không, cái cuộc sống nó sẽ đưa đẩy cho bạn pháp luật. Đi cầu khó khăn lắm, đi cầu là phải đợi xếp hàng, bị cầu này bị bón, anh em nào mà khó chịu thì cứ đi vô giống như nhà đó, thấy không, rồi xong chút xíu lên trên bị lụm, đúng rồi, đi qua ngay chỗ chậm thu quý là lụm ha, mấy anh em hay nóng nách là đi vô, thấy không, nóng nách thì chút xíu nóng túi thôi. Đây gọi là gì, làn khẩn cấp để dành cho những cái xe gặp sự cố, giống như cái xe nãy mới bị bể bánh đậu trong đó, sự cố xe bị hư này nọ, hoặc là xe cứu thương cứu quả cứu quân sự hay gì đó, bất cứ gì làm nhiệm vụ thì người ta sẽ chạy vô đường đó, hay cứu hộ lỡ người ta va chạm cho nó tai nạn rồi xe cứu thương người ta chạy đến, người ta để giúp người, để cứu người, mà canh cái chạy vô anh chặn lại rồi xong người ta đi, thấy không, chút xíu nữa lên đến đó rồi đậu ngoài đó luôn, đúng rồi. Nói chung thì anh em nào có tiền thì cứ vô, rồi 4 đến 6 triệu đó, giam bằng từ 1 đến 3 tháng đó, có tiền thì vô, không có tiền thì đi theo mình, ha, cái gì cũng vậy, từ từ cũng tới, gì đâu. Thì đặc biệt trên đây thì các bạn chạy một đoạn thì các bạn dừng, chứ các bạn chạy một đoạn các bạn dừng. Còn riêng mà bên các bạn nếu mà đi phà, nãy mình chết va rồi, mình chết va vô mình thấy phà nó cực kỳ đỏ luôn. Mà phà đã đỏ thì mình đã tính toán nó lượng luôn, bèo lắm là kẹt 2 tiếng trở lên, không dưới 2 tiếng nha các bạn. Còn đây mình nhích vậy mình vẫn đi được, còn ghi phà nhích chút xíu, cỡ khoảng 10 mét thôi là khoảng nửa tiếng đồng hồ, các bạn tin không? Còn đây là mình cứ đi nè, phải không? Rồi đạp ga lên. Đó. Mình cứ làng này thôi. Đó, anh em mình chạy tốt, anh em chuyển làng vậy thôi. Là đường thì đang làm bên đó. Chút xíu chút xíu mình coi lại cái xe nãy coi bị giao thông phạt có phải đúng cái hai xe nãy không? Sửa chữa cầu Long Thành, các phương tiện đi về bên phải.
rồi ra sập sự cố rồi, mở xi nhanh trái đi, đạp ga lên, đạp ga nhẹ lên nữa, từ từ, đúng rồi, cho xe đỏ qua, rồi từ từ thôi, từ từ cho xe kia qua luôn, giữ chân thắng lại, giữ chân thắng lại, đúng rồi, rồi bây giờ mình qua nhẹ nhàng, nó mấy xe nó không có cho đúng không, rồi từ từ mình qua, đi đi, đạp ga lên, đúng rồi, đó. Mình phải chuyển qua thôi, thấy không, mình cắt qua là người ta nhường, rồi đạp ga lên, mở xi nhanh phải, mạnh dạng lên, cứ mạnh dạng lên, rồi một cơ đó, xe công bị sự cố rồi nên mình phải chuyển qua. Nhiều khi mình mở xi nhan mình để mình chuyển qua, anh em không cho thôi mình đi bọc sau lưng, còn không cho nữa, còn và khoảng cách xa mà không cho nữa chen đầu qua, đúng không? Rồi đi tiếp, xin hãy cho giật. Còn bên trái là đang làm những cái chắn chắn chói, cái chắn để chống chói á, khi các bạn mở đèn chiếu xa nó chói mắt người ta. Rồi cứ từ từ cứ bò chiếu sau gì cũng về à. Rồi 100 km giờ cả, đạp đi. À, hiện tại bây giờ kính thưa cả nhà là hiện tại bây giờ là gọi là mình đang ở trên khu vực gọi là chậm tốc chứ không phải là cao tốc nha. Mới có 10 km/h bạn đó. Ở đây mà xe điện chỉ có khóc thét thôi. Nói chung hôm nay là các bạn vẫn di chuyển bình thường, đi lết đi được không? À. Nhưng mà đi vẫn thoải mái. Nói chung là phải chịu thôi, cầu hư là phải sửa. À. Mà đóng cái này chứ đóng nữa là chết quốc luôn á. Bò bò lên. Đúng rồi, cứ bò bò lên. Rồi một trong những cái tình huống sau này các bạn sẽ gặp, ví dụ các bạn đang đi hai làn đường, lỡ xe cứu thương đi lên thì các bạn làm cái gì? Xe có nghe tiếng hú thì các bạn phải ngó kính chiếu hậu, coi xe nó quay đèn ở đâu, chính giữa đúng không? Hiện tại nếu mà trường hợp là xe cứu thương, anh em đã có kinh nghiệm mà anh em chạy đường giữa chứ không bao giờ chạy bên hông bên phải, sát bên phải hoặc sát bên trái nha. À, nếu mà có làn khẩn cấp người ta sẽ đi làn khẩn cấp, còn riêng mà nghe tiếng hú thì đa số 100%, 90% luôn là người ta sẽ đi làn giữa này. Thì anh em nào ví dụ mình bên phải thì mình sẽ đá xi nhan phải, mình chạy sát vô cái vạch trắng đó luôn, miễn sao mình chạy sát là được. Bên kia cũng vậy, người ta sẽ chạy, anh em bên trái thì chuyển làn qua bên trái, anh em bên phải chuyển làn sát bên phải, nhường chánh giữa này đủ dư một chiếc xe 16 chỗ chạy bình thường nha các bạn. Bên nào tách bên đó, đúng rồi, mình bên nào mình di chuyển qua đó đó. Hy vọng là chút xíu có xe cứu thương đi thông, không đi không thôi nha. À, đi không thôi, ví dụ người ta hú người ta chạy về thì đi không thôi. À, chứ mình nói đi cứu thương nữa là có người trên đó nữa không, thì đó nửa tiếng mà, nửa tiếng còn đỡ đó, nhiều khi tiếng luôn á, còn hơn là phà là phải bèo lắm 2 tiếng trở lên. Mình nói thiệt, bạn nào đi phà thì bạn sẽ hiểu. Bài này có bạn nào ở đây mình coi clip mình đã đi phà chưa? Nghiêng vô trong, giảm lại cho người ta qua đi. Rồi nghiêng vô trong. Mình cứ mình đạp ga lên mà cái tay mình biểu anh kia rồi nha, thả lỏng cái tay ga, đừng có gồng nhiều, rồi đi. Đạp ga lên. Chạy tao qua nhiều cho tao cái. Thấy không? Đây cũng xin nãy giờ nó thấy không? Xin dành hết điện rồi. Điện không có, mở đèn chỉ quyết nữa, điện đã lỗ rồi, mở đèn chi, ông nào nói lỗ là ông đó đi không lụm rồi. Không có cái ngành nào mà gian ngủ mà cũng phải trả tiền cho mấy ông, mà mấy ông kêu lỗ nữa thì cái ngành nào cho lại. Ừ. Vậy mà cũng mở miệng ra phần biểu lỗ nó lỗ rồi nó vô rồi đó, cái lỗ báo lỗ là đi vô thôi, nước báo lỗ nữa kìa, ông nước chuẩn bị nữa, cái vụ mà 50 mấy triệu tháng. Ông nước mua đi. Nước mua nước là đã trả tiền rồi, xả nước cũng phải trả tiền. Ông gì hóa đơn tiền nước là 50 mấy triệu á, ta nói luôn kiểu 50 mấy triệu tháng đó là dắt nó xả ngập nguyên cái làng đó luôn. Biết bao nhiêu là 8, 7 hay 8 cái hồ bơi Olympic luôn. Vậy mà cái người ta gửi cái đơn thì không chịu coi rồi nó nọ thì tính theo cái phí của sử dụng đúng không,
giờ nó bể là nó bể sạc luôn cái nhà luôn chứ bể làm gì không biết. Con số nó quá lớn, cái số quá lớn, vụ nó 1 triệu 2 triệu gì không nói. Mà cái đâu mấy chục triệu, chợ chợ làm gì trò chơi, ghét ông Kim Thưa luôn. Mà không biết ông đó đi, ông bên nước đi chưa? Đi cano chuẩn bị lên tới đỉnh nha các bạn. Ông VinFast nãy nhoi qua đây chi không biết nè, ông đi bên trái là ông đi được rồi, ông đi nãy giờ xuống dưới kia cầu rồi, đặt nhoi nhoi qua bên tôi chi không biết nữa. Không, anh sợ là bên kia đang làm đường á, chút xíu sẽ dồn vào đây. Không, nhưng mà nãy cái mấy xe mà đi với ổng là người ta đi tuốt trên kia rồi, khổ. Bên này người ta đã chọn sai đường rồi. Ta đi con đường này, con đường đi chậm đi yếu, người ta để đi. Đó, vô địa phận thành phố Hồ Chí Minh đó bạn không? Để chút xíu vô xuống coi coi ông nào bị bắt nãy không? Rồi đi, đạp ga nhẹ. Nếu mà giờ này chắc nếu mà ấy là anh cũng được thả đi rồi. Thả đâu nãy vô cũng lập biên bản lâu lắm. Nhưng mà ông chạy lên đây cũng bị dướng à. Thấy không? Ông chen đi được một đoạn nhưng mà lên đây ông mới dướng à. Mét chú lên chạy bắt gắn chịu. Địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Nói giờ qua lại đây nè. Qua lại nửa tiếng, hơn nửa tiếng mới qua được cầu. Đó, đèn đường vẫn mở nè, lỗ điện là phải rồi. Cao tốc Cam Lâm là điện năng lượng mặt trời luôn, vừa năng lượng mặt trời vừa gió luôn. Đấy, mình đi hở hở là người ta chen thôi, thấy không? Nó sai lầm rồi, này còn sai lầm theo. Buông thắng ra, buông thắng ra. Đúng rồi, thắng xong xe cắm đầu. Nhưng mà phía trước xe còn khoảng cách thì em buông thắng nhẹ, để cho đối phó là những cái xe sau nó đẩy đích. Hiểu không? Nhưng mà thắng xong dù mình sát quá thôi. Còn nếu mà thắng xong mà thấy còn khoảng cách dài thì mình thả lỏng cái chân nhẹ, chân thắng cái không? Cho nó lên chút xíu là ok. Đó, vừa mới nói xe cứu thương là có xe cứu thương đúng không? Mình cứ sát bên phải. Đúng rồi, cái xe mình phải. Đó, mình đó đi tiếp. Xe bên phải, đúng rồi. Đó rồi đi tiếp. Nói hay quá. Đó các bạn, nếu mà các bạn nãy đường bên kia thì các bạn tách bên kia, bên đây mình tách bên đây rồi đi theo. Rồi buông thắng ra, đặt ra nhẹ. Các bạn thấy đường làm không? Rồi mình đi thẳng lên. Rồi đạp ga nhẹ. Rồi đạp ga luôn. Đó, hết giới hạn 40 ha. Ok cả nhà, đã qua được rồi, đạp ga đi. Nữa 80 mà. Coi xuống mấy anh nãy anh chen chen vô có lụm không, tiếp tục. Mặt trời đang hướng về thẳng cho xe mình luôn, nắng kinh kinh tây. Tập 60 ha, cẩn thận khúc này nha bạn, ở sau có hai cái máy bắn nha. Rồi em cứ đi thẳng lên. Lâu các bạn đi cao tốc thì các bạn nhớ kiểm tra lại cái số tài khoản ở trong cái ví, cái thẻ ETC ha, để gì đó. Mình cứ đi thẳng rồi mở xi nhan trái ra, mở đi rồi nghiêng qua, đúng rồi, đi theo làn taxi nhan. Anh giao thông anh đứng đó, anh chưa làm việc. Tiếp tục đập ra, cứ bàn chân phải nằm giữa hai mũi tàu là đạp ra không bao giờ dướng. Dứt đó, lên chút xíu. Rồi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bên mình có những hồ sơ lái mới, nhận đổi
nhân tàu tàu lái xe hạng A1 cho đến C có gia hạn giấy phép lái xe, có nâng dấu và có luôn cả tham quan du lịch, và đặc biệt bên mình là bổ túc tay lái nâng cao cho những kỹ năng lái cho các bạn là còn yếu, còn mới có giấy phép lái xe còn hoặc là chưa biết lái xuống tự động bao giờ thì bên mình đều có kèm đi tỉnh này nọ các kiểu luôn nha các bạn ha, kết hợp du lịch luôn. Thì cả nhà có quan tâm thì cứ liên hệ với mình nha. Chào tạm biệt cả nhà, mà nhắn tin mà không thấy mình trả lời các bạn cứ gọi điện cho mình nhé, tại vì mình đang dạy liên tục nên không thể nào nghe máy, nên các bạn thông cảm. Rồi dứt theo toàn thắng, mình toàn ga mà dứt 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 hết nổi rồi, yếu rồi.